Úc xin chào tất cả các bạn nha. Chúc cho các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nè. Tiếp tục video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái mẫu đầm xòe 90 độ, chất liệu là lụa ngọc trai ha. Co giãn cũng tốt lắm. Màu đen tuyền luôn. Cổ thuyền sắc nách. Nhìn rất là sang. Nhưng mà cái cách cắt thì các bạn không thể nào ngờ được đâu. Mình cắt theo cái công thức của đồ bộ mình á. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách cắt được cái mẫu đầm này theo công thức của đồ bộ bình thường. Các bạn chỉ cần biết may đồ bộ thôi là có thể cắt may được cái mẫu đầm xòe 90 độ cực kỳ dễ thương này rồi. Không có cần tìm hiểu về công thức về đầm, gập đầm cơ bản gì cả ha. Các bạn xem video của mình nhớ ủng hộ mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích. Hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Nếu có thể thì các bạn giúp mình xem hết quảng cáo nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Mình sẽ chia sẻ chi tiết kỹ càng từng bước để cắt được cái mẫu đầm này ha. Thì nó cũng hơi mất thời gian, các bạn chịu khó theo dõi nha. Để cắt được cái mẫu đầm mà mình vừa giới thiệu, cái mẫu cổ thuyền sát nách tùng xòe 90 độ, thì ở đây là mình sẽ định lượng vải là 1,5m nha. Rồi, cái phần vải này là vải lụa ngọc trai, nó có giãn tương đối ha. Mình sẽ xếp cái phần vải như vậy cho nó đúng cái canh chỉ ngay ngắn nha. Mình xếp sao cho nó ngay canh chỉ thôi, mình đừng có để ý cái đường biên, tại vì cái phần vải này nó dệt cũng xéo nè. Như vậy. Rồi, để cắt được cái mẫu áo này thì mình sẽ có cái số đo cụ thể. Ở đây mình có cái dài đầm là 85, vai 34, bắp tay 28, hạ eo là 34, vòng eo 70, vòng kích là 88. Thì ở đây mình sẽ dựa trên cái thông số này ha. Thì mình sẽ lấy một cái đường song bằng ngang trên vai trước tiên. Rồi mình sẽ lấy cái dài đầm, tức là mình bây giờ mình sẽ cắt cái phần từ trên vai xuống eo trước, tức là cái hạ eo của mình ở đây là 34. Ở đây mình chia sẻ cái cách này nè. Cắt theo cái cách này là các bạn không có biết cái gập đầm ôm cơ bản, nói chung mình không hiểu biết gì về đầm đó, thì mình vẫn có thể mình cắt được những cái mẫu đầm xòe 90 độ một cách rất là dễ dàng ha. Rồi, ở đây mình lấy cái dài nè, 34, xong rồi mình định gạch ngang đây. Tiếp tục là mình sẽ lấy ngang vai. Ngang vai sẽ bằng 1/2 của vai. Vai 34 mình sẽ được là 17. Hạ xuôi vai bằng 1/10 của vai 34 mình sẽ được là 3,4. Hạ nách tay nè. Bây giờ mình sẽ hạ cái phần kích tay của mình đó. Là sẽ bằng 1/2 của bắp tay mình cộng 0,5. Là mình sẽ được là 14,5. Đây mình gạch thẳng vào đây. Ngang kích sẽ bằng 1/4 của vòng kích là 22, kích của mình 88. Mình cộng 3 cm. 3 cm này là bao gồm 1 phân cử động, 1 cm cử động và 2 cm để mình may. Rồi mình sẽ giảm từ ngoài này vô 9 cm. Do ở đây là cái mẫu áo tay liền sắc nách thì mình giảm từ ngoài này vô 9 cm nha. Tiếp tục mình sẽ lấy ngang eo. Ngang eo sẽ bằng 1/4 của vòng eo. Eo của mình 70 và 15, 17,5. Ở đây mình sẽ cộng 2 phân để mình nhấn bên nè. 2 phân mai và 0,5 cm cử động. Tổng cộng ở đây mình sẽ được là 23. Rồi mình sẽ nối từ cái phần eo tới cái phần kích. Từ trên vai mình hạ bên xuống đây là 22, bằng 1/4 của vòng kích á, độ lớn của bên nè. Thì ở đây mình đo cái phần này mình đã cộng
Rồi mình giảm 4, ở đây cái ngang kích nè, mình được 25 nè, mình giảm 4 mình còn 21, vậy cái độ lớn của cái phần bend của mình sẽ được là 10,5. Lấy thẳng đây 10,5. Mình gạch lên đây. Tiếp theo mình sẽ lấy cái phần cổ áo. Ngang cổ ở đây cổ thiền mình sẽ lấy ngang cổ là 10 cm nè. Hạ số cổ ở đây mình sẽ lấy là 11. Cổ cũng vừa chứ không có cao ở trên quá ha. Thì khách yêu cầu cái cổ cũng vừa vừa thôi. Đừng có treo trên cái phần kịp cao ở trên quá. Thì mình cắt theo cầu của khách. Ở đây mình sẽ đánh cái phần cổ thiền. Rồi, tiếp tục là mình sẽ lấy cái độ lớn của cái bảng vai nè. Ở đây mình sẽ lấy ngang là 5,5 cm. Rồi mình nối xuống cái điểm móc nách chính sen này. Mình dựng cái đường chéo nách. Nếu mà mình may có tay á, thì mình sẽ dựng cái đường chéo nách xuyên qua đây. Còn nếu mình may sắc nách á, tay liền thì mình sẽ dựng xuyên vô đây theo cái bảng vai nha. Rồi mình nối từ cái điểm hạ xuôi vai với điểm cổ trừ 1 phân để mình may. Ở đây mình sẽ đánh cái đường cái vòng nách của mình cho nó êm. Thì ở đây mình may tay liền, may sắc nách mình đánh cho nó êm ha. Rồi từ trên vai này mình sẽ lấy xuống là 9 sen để mình vẽ được cái phần bên cong. Ngay điểm giữa của cái phần thân áo và cổ nè, thì mình sẽ làm dấu một đường ngay chính giữa. Rồi ngay trong phần sườn này mình sẽ phạt lên 0,5 cm, mình đánh bầu lên đây. Rồi mình sẽ cắt cái phần thân trước ra. Rồi sau khi mình cắt ra nó có hình thức như vậy, mình sẽ dùng kim mình ghim định hình cái phần thân trước lại nha. Rồi tiếp tục mình sẽ cắt cái phần thân sau. Thân sau thì mình xếp vải như vậy nha, mình xếp vô như vậy. Nhưng mà khi mình cắt lại là mình sẽ gọc ra, tại vì mình sẽ tra dây kéo theo cái phần sống lưng này. Bây giờ mình sẽ đặt cái thước theo cái mép vải của mình. Mình làm dấu một cái đường phấn thẳng như vậy. Rồi mình sẽ đặt cái phần thân áo, cái phần thân đầm của thân trước đó, mình đặt lên. Mình đặt sao cho mình chừa cái đoạn phía trên này nè, để mình cắt được cái chòm vai nha. Mình sẽ chòm vai 5 cm. Mình cắt giống y như đồ bộ vậy đó. Rồi mình sẽ gạch ngang đây. Mình sang cái đường ngang kích nè. Rồi sang cái đường ngang eo qua. Rồi tiếp tục là mình sẽ mở cái phần này ra. Mở cái phần thân trước ra. Để mình sang cái đường ngang kích nè. Rồi mình sẽ lấy ngang vai lại. Ngang vai sẽ bằng 1/2 của vai. Hạ xuôi vai sẽ bằng 1/10 của vai. Ngang cổ thân sau sẽ bằng ngang cổ thân trước. Rồi mình sẽ lấy bảng vai là 6 cm nè. Mình nối cái điểm hạ xuôi vai với điểm cổ để chừa 1 phân để mình gấp vai. Cái phần hạ sâu cổ mình sẽ hạ 14 cm nha. Cái này thì tùy cổ trước, cổ sau á, thì mình muốn sâu á, thì mình hạ sâu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thước kỹ thuật lên để mình vẽ được cái phần cổ sau. Sau khi mình vẽ cái phần cổ sau xong thì mình sẽ mở cái phần thân trước lên để mình gạch lại cái đường ngang eo nè. Mình gạch cho nó đậm lên rồi mình sẽ kéo cái phần thân này qua. Mình chừa cái đường sống lưng 2 cm nè. Đây, mình kéo vô như vậy, mình chừa 2 cm. Đúng 2 cm ha. Để mình tra cái phần dây kéo phía sau đó. Ngay eo nè mình sẽ phạt vô 1,5 cm. Mình đánh cái phần võng lưng cho nó ôm theo cái phần lưng của mình. Còn cái lưng của nữ thì có cái hình chữ S ha. Thì mình sẽ đánh cái võng lưng như vậy. Rồi mình vẽ lại cái đường sống lưng mới nè. Có cái độ cong vô. Để khi mình tra khóa thì nó ôm sát theo cái lưng. Còn ngang kích của thân sau, mình sẽ lấy nhỏ hơn ngang kích thân trước là 2 cm. Thì mình cứ vậy mà ứng dụng ha. Phần móc nách thân sau thì mình sẽ lấy vô là 10 cm ha.
các bạn có thể lấy sâu hơn rồi mình nối lên chỗ cái bản vai mà mình xác định là 6 sen đó. Cái phần ngang eo của thân sau nè, mình sẽ lấy tương tự như cái phần ngang eo của thân trước, là mình sẽ cộng đường nhấn ben và cái đường may 2 phân của cái phần sườn vào. Mình nên nhớ là mình xác định từ cái điểm võng lưng nha. Rồi mình nói như vậy. Đường ben á, thì mình sang từ ben của thân trước qua, mình dựa trên cái ben của thân trước mình vẽ qua thôi. Đây. Rồi. Mình sẽ đặt cái phần thước kỹ thuật để mình đánh được cái vòng nách của thân sau nè. Rồi mình sẽ tiếp theo á, mình xác định cái điểm để mình vẽ được cái phần ben cong. Mình vẽ cái phần ben cong như vậy, cái vòm đầm của mình nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi như vậy là xong cái phần thân sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Mình đã ứng dụng theo cái cách cắt như vậy thì mình đã cắt ra được những cái mẫu đầm cũng khá là ưng ý, nên mình chia sẻ lại cho các bạn cùng xem tham khảo ha. Hy vọng nó sẽ mang đến những cái hữu ích cho các bạn nha. Cách này thì các bạn chỉ cần biết may đồ bộ, biết cắt đồ bộ đó, thì mình có thể mình cắt được rồi ha, không có cần công thức gườm gà gì cả. Rồi sau khi mình cắt ra thì mình sẽ tiến hành mình sang những cái đường dấu cần thiết qua, như là cái đường ben và cái đường mình tra khóa giọt lệ phía sau lưng ha. Cái đường quan trọng là mình tra cái đường ben nè, mình sang cái đường ben qua cái lớp dưới luôn. Còn cái phần tra di kéo thì mình có thể mình không có sang cũng được ha. Còn cái đường cong này mình sẽ sử dụng thước kỹ thuật á, mình vẽ rồi mình dở lên mình sang cho nó chính xác nè. Như vậy là xong cái phần thân sau ha. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần nẹp cổ của thân trước và thân sau. Bây giờ mình sẽ xếp vải như vậy để mình cắt được cái phần nẹp cổ của thân trước. Cắt nẹp cổ thì mình đặt cái phần thân trước lên. Cái phần cổ áo mình để cho nó ngay ngắn, rồi mình cắt theo cái phần cổ. Cắt vòng lên cái phần vai và vòng theo cái phần nách của mình luôn nha. Ở đây mình sẽ không có ép keo cái phần cổ để cho nó mềm mại. Mình sẽ may mình bẻ ở chỗ vô trong ha. Rồi, ở đây mình sẽ làm dấu giữa cổ nè. Rồi mình lấy độ lớn là 9 cm, mình vẽ bầu qua như vậy. Như vậy là xong cái phần nẹp cổ của thân trước nha. Mình cắt ra. Rồi, thân trước mình cắt ra xong rồi mình sẽ tiến hành mình cắt cái phần nẹp cổ của thân sau. Thân sau thì mình cắt như vậy nè. Mình cắt rời ha, rời hai thân. Tại vì thân sau là mình may, mình tra dây kéo đó, nên mình sẽ cắt hai bên như vậy. Tiếp theo là mình sẽ gáp cái phần đầm. Gáp cái phần thân trước và thân sau, mình gáp cái phần đô phía trên đó. Mình nhấn ben, ngay ngắn hết như vậy. Rồi mình cũng ủi cho nó thẳng rồi ha. Đây mình nhắn liền như vậy luôn. Phần cổ nè. Cái phần nẹp cổ của thân trước và thân sau mình cũng đã may lại. Rồi mình gáp lại như vậy. Mình lộn ra cái phần cổ của mình nó không có cái điểm nối ở đây nha. Mình gáp cái kiểu mà cái phần nẹp cổ phía trong mình gáp riêng. Rồi cái phần thân áo của thân trước và thân sau á, thì mình gáp riêng rồi mình mới may mình lộn vô. Mình dằn lại. Mình dằn đường meo theo cái phần nẹp cổ phía trong á. Thì cái phần cổ áo của mình nó sẽ thẳng đẹp như vậy. Mình ủi nó thẳng ra luôn rồi đó. Rồi tiếp tục là mình sẽ đến cái giai đoạn là mình cắt cái vòng nách. Ở đây mình sẽ không có may viền mà mình sẽ may cái phần nẹp luôn. Mình sẽ xếp vải, mình để vải một đơn như vậy nè. Mình sẽ đặt cái phần vòng nách lên, mình sẽ cắt vải xéo để mình may cái phần nẹp cho nó đẹp nha. Tại vì dễ xéo thì nó có cái độ giãn, may cái phần nách nó sẽ úp và đẹp hơn. Rồi mình sẽ chải lên cho nó ngay ngắn như vậy. Mình chải cho nó ngay ngắn rồi mình sẽ sử dụng phấn để mình vẽ lại cái phần vòng nách này. Mình vẽ đều hết cả thân trước và thân sau, mình vẽ phấn qua. Rồi mình cũng tiến hành mình làm dấu hai cái phần đầu của phần sườn nè, thân trước và thân sau. Và mình cũng làm dấu cái phần giữa của cái phần gấp vai. Rồi mình dở cái phần nẹp ra. Bây giờ mình sẽ làm dấu ở đây. Rồi cái độ lớn của nẹp là mình sẽ lấy là 3 cm nha.
mình lấy đều 3 cm luôn, cả trước và sau luôn, tròn đều để mình mai mình bẻ vô. Cái phần nách mà mình may nẹp thì nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi, hai cái phần đầu sườn này nè, mình sẽ giảm nha, các bạn lưu ý nha. Đây, mình sẽ giảm vô, mỗi bên là 1,5 cm, 1 đến 1,5, mình cắt bỏ. Mình cắt vậy chứ hồi mình may nó dư là mình sẽ cắt nữa nha. Tại vì mình sẽ gịch cho cái phần nách của mình nó úp vô thì nó mới đẹp. Còn mình để cho nó đồng đều là nó không đẹp nha. Đây, mình cắt ra như vậy. Rồi mình sẽ áp lên phần vải, mình cắt thêm một cái giống như vậy nữa. Đây mình cắt được 2 cái nè. Xong rồi mình sẽ đặt lên cái phần nách cho mặt ướp mặt, rồi mình mai mình bẻ vô ha. Đây, cái phần nách này mình nhớ mình gọt cho nó ngay ngắn cho nó êm nha, chứ không phải mình gáp xong rồi mình để y vậy mình chai vô đâu. Rồi mình đặt cái phần nẹp cổ, nẹp nách vô nè. À, ở đây mình lộn ha, cái nẹp bên đây. Rồi mình đặt lên cho cái điểm gấp vai nó ngay chân cái điểm mà mình làm dấu trên cái phần nẹp, vòng qua đây. Rồi mình sẽ mai đường là 0,7 cm đều theo cái phần nách này nha. Rồi mình sẽ lật nó ra, mình dằn đường meo vô trong á. Đây, sau khi mình mai xong cái đường cong này, cái đường cong theo cái phần nách, hai đầu này nó có thừa ra mỗi bên khoảng 1 cm nữa nha các bạn. Hai cái đầu này mình sẽ gọt bỏ. Còn theo cái phần đường cong của nách nè, ở đây mình sẽ nhấp, nhấp cho cái phần nách của mình nó không có bị gắt. Đều theo cái vòng nách hết nha, các bạn lưu ý nha, mình nhấp đều. Nhấp cạn vừa phải thôi, không có sâu quá hen, nó sẽ bị khớp theo cái đường vải của mình, nó không đẹp. Mình nhấp đều như vậy, rồi mình sẽ tiến hành mình dằn đường meo lên. Dằn đường meo lên đây, rồi mình vắt sổ cái đường nẹp. Đây, mình đã dặn sẵn rồi, mình ủi thẳng thớm hết nè, rồi mình bẻ nó vô như vậy. Đây, cái phần nẹp của mình nó sẽ quay vô trong. Cái phần nẹp cổ trước và sau mình đều dắt sổ rồi mình ủi cho nó thẳng ra luôn nha. Khi mình may xong hết rồi, cái phần nẹp của mình nó sẽ úp vô rất là đẹp. Đây, nó nằm xuống im như vậy nè. Mình làm hai bên nha, đều với nhau luôn. Thì các bạn thấy cái phần mẫu áo này nè, mà tay liền như vậy mà mình mai cái phần nẹp, thì mình thấy cái phần đầm, cái áo đầm của mình đó, nó sẽ sang hơn, mình viền ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Sau khi mình mai xong đó là mình sẽ kết cho cái phần nẹp nó dính vô chung cái phần phía trong, cái lớp trong luôn, nó không có bị lật ra nha. Tiếp theo mình sẽ xử lý cái phần đô của thân trước. Ở đây mình sẽ cắt bỏ là 2 cm nè, để mình cắt lại cái phần nẹp mới. Ở đây mình sẽ cắt cái phần băng ngang cái phần eo, cái phần bụng phía trước, mình thay thế bằng cái nẹp keo. Mình cắt bỏ cái phần này đi. Đây, mình sẽ cắt ngang. Mình chỉ làm cái phần băng ngang của cái phần thân trước thôi, thân sau mình giữ nguyên, mình không có thay đổi gì thêm hết nha. Mình cắt cái phần này bỏ là mình sẽ thay thế bằng cái phần nẹp ngang có ủi keo. Đây, đây là cái phần nẹp mà mình đã ủi sẵn nè, mình ủi keo. Ở đây mình cắt keo hạt ha, keo cũng mềm không cứng. Đây, mình đặt cái nè, mình sẽ đặt lên trên đây rồi mình may vô. Mình gáp vô 1 cm. Sau khi mình gáp vô nó có hình thức như vậy nha. Đây, mình cũng ủi cho nó thẳng rồi. Cái đường gáp này mình sẽ bắt sổ nha. Rồi, tiếp theo á là mình sẽ nói tới cái phần sườn. Cái phần sườn thì mình sẽ nhập đôi cái phần sườn này lại như vậy nè. Rồi, mình sẽ gáp nó lại. Đường sườn mình chừa 2 cm thì mình gáp đúng 2 cm như vậy nha. Sau khi mình gáp cái phần sườn xong, nó có hình thức như vậy nè. Mình ủi cho nó thẳng nha, rồi mình bẻ cái phần nách xuống. Mình bẻ cái phần nách xuống như vậy. Ở đây mình sẽ kết cho nó dính vô phía trong.
ngay cái mấy cái điểm này nè, mình kết cho nó nằm êm xuống nha. Mình kết cho nó chắc vô đây nè. Rồi trên cái phần vai nè, từ cái mí nẹp trước và qua cái mí nẹp cổ sau thì mình sẽ kết cho nó nằm êm vô trong. Cái phần nách áo của mình kết vô khi mình để nó sẽ nằm êm như vậy nha. Nó thẳng đều như vậy, nó úp vô trong thì mới đạt yêu cầu nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để cắt cái phần tùng phía dưới luôn. Mình sẽ cắt cái phần tùng dựa trên cái độ lớn của thân trước và thân sau nha. Bây giờ mình sẽ mở cái phần phía trên này ra như vậy. Mình đo từ cái phần sườn, phần gấp sườn đó của mí này qua mí này của phần thân trước trước. Rồi cái độ lớn này bao nhiêu thì mình nhớ lại để mình cắt được cái phần tùng phía trước. Rồi mình sẽ đo luôn cái phần tùng phía sau này nha. Tùng phía sau thì mình ở đây mình sẽ có cái đường may là 2 sen nha. Ở đây mình sẽ đo nè, từ đây vô đây là bao nhiêu. Rồi đây là cái số đo để mình cắt được cái phần tùng thân sau. Cái phần tùng thân sau thì mình nên nhớ ở đây là nhập đôi như vậy nè. Mình cắt 2 miếng, phía sau mình chai dây kéo đó. Rồi bây giờ mình sẽ xếp vải rồi mình cắt lần lượt từ cái phần thân trước và thân sau luôn nha. Bây giờ mình sẽ xếp vải mình cắt cái phần tùng thân trước trước. Đối với cái mẫu đầm này thì mình sẽ xếp vải xéo nha, cho cái phần tùng nó có cái độ gọn nên nó sẽ đẹp hơn. Mình xếp vải xéo như vậy, 2 lớp cho nó thẳng đều nhau nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình tính cái chiều dài của cái phần tùng phía dưới. Thì cũng như mình đã cắt cái phần đô phía trên ban đầu là bao nhiêu thì mình sẽ trừ ra, mình lấy cái dài đầm mình đo cho khách á, mình trừ ra cái phần đô mà mình đã cắt phía trên bao nhiêu, còn lại là cái thông số để mình cắt cái phần tùng phía dưới nha. Thì các bạn cắt cái phần hạ đô bao nhiêu thì mình trừ ra, còn lại là cái chiều dài của cái phần tùng phía dưới. Các bạn lưu ý nha, mình sẽ lấy dài đầm mình đo trực tiếp trên cơ thể của khách, mình trừ đi cái phần hạ eo, còn lại là cái dài của cái phần tùng phía dưới. Rồi mình sẽ xác định cái vòng cung này nè, là mình vẽ mình đo bằng với cái số đo của cái thân trước đó. Thì mình đã đo bao nhiêu thì bây giờ mình cắt bao nhiêu. Mình cắt nó có cái hình thức cái vòng cung như vậy, nó hơi bầu vậy ha. Thì khi mình may vô thì nó sẽ có cái độ gợn gợn lên, nó đẹp hơn mình cắt thẳng á. Rồi mình sẽ xác định đủ cái chiều dài nè. Rồi mình nhớ cộng thêm 2 phân đường may vào cái phần mình gáp nha. Rồi mình lấy đủ cái dài đầm, mình cộng thêm 1 cm để mình may nha. Các bạn may lai meo thì mình chừa 0,5 nữa. Mình vẽ đều qua như vậy. Vẽ cho nó đậm cái phần phấn ở phía dưới này cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình nối nè, từ đây xuống đây cho nó thẳng xuống như vậy, không có cho xè nhiều quá nha. Tại đây là cái mẫu đầm xè 90 độ thì mình chỉ vẽ như vậy thôi, không có xè nhiều. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Sau khi mình cắt ra nó có hình thức như vậy nè, mình sẽ tiến hành mình xếp vải mình cắt cái phần thân sau. Thân sau thì mình cũng xếp vải xéo, mình đặt cái phần thân trước lên như vậy cho ngay ngắn nha. Rồi mình xếp vải sao cho cái độ rộng của thân sau và thân trước nó tương đương với nhau nha. Rồi mình cắt theo luôn, mình cắt theo thôi. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình cắt ra rồi mình sẽ vẽ lại nha. Đây 2 lớp bằng nhau như vậy. Ở đây là mình chừa đường may nè 2 sen, còn cái phần này mình sẽ gọc nó ra làm 2 để mình tra khóa ha, tra khóa giật lệ phía sau lưng á. Đây là cái đường may 2 cm mà mình đã tính chung vô, rồi mình cộng chung vô mình vẽ luôn đó. Rồi mình sẽ lấy từ trên cái ngang cái tùng xuống 14 cm nè, mình giấu ở đây, mình sẽ tra khóa giọt lệ tới đây thôi.
Rồi mình sẽ tiến hành mình gọc cái đường giữa này ra. Sau khi mình cắt ra, mình sẽ sang dấu cái đường phấn này qua lớp dưới cái phần bề phải nha, để mình sẽ trao cái phần khóa dọc lệ tới đó thôi. Mình sẽ mở cái phần tùng ra, chảy nó ra, mình may đợi mũi tới cái mí đó thôi. Mình mở nó ra, ở trên nó chống như vậy nè đó. Rồi mình sẽ gấp cái phần tùng thân trước vô, mình đặt mặt ốp mặt như vậy, mình may mỗi bên là 2 cm đều hết nha. Khi mình gấp xong có hình thức như vậy nè, mình ủi cho nó thẳng đều hết nha, ủi thẳng đều hết, mình chà cho nó sát, cho nó thẳng. Đây là cái phần vải á, mình may mình phải kỹ nha. Rồi mình sẽ so hai cái điểm này cho nó đồng đều với nhau nè. Mình may tới đây mình lại mũi nè, mình so nó đồng đều thì mình tra khóa nó mới đẹp nha. Mình sẽ lộn nó ra như vậy. Rồi rồi tiến hành mình may cái phần lai, xong rồi mình mới gáp vô cái phần phía trên nha. Cái phần lai thì mình may nè, mình bẻ vô mình may, tại vì buổi tối á, mình quay nó không có thấy rõ nha, thì cái lai mình bẻ úp vô mình may á, cho nó sát, mình ủi cho nó sát luôn. Rồi đến cái khâu cuối cùng nè, cái khâu cuối cùng là mình sẽ tra vào cái phần đô phía trên mà mình đã may sẵn nha. Mình gáp nó vô, mình đặt cái phần đô vô, mình gáp vô như vậy, để lên đây mặt úp mặt rồi mình gáp nha. Rồi cái phần phía sau thì mình sẽ tra khóa giọt lệ. Thì cái cách trao khóa giọt lệ thì mình cũng có video hướng dẫn cách trao khóa giọt lệ, mình sẽ để dưới cái đường mô tả đó, các bạn có thể vào xem tham khảo để mình may ha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hoàn thành cái mẫu đầm này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.